em chi? Gọi tên em mất công mà anh nhớ em sao? Gọi tên em anh nhớ em sao mà anh chịu nổi? Trời ơi Jimmy ơi Jimmy, khổ quá, gọi tên em đi nữa chứ. Gọi tên em mà anh ra tiền á, gọi tên em mà anh ra tiền mà anh gọi em everyday luôn. Nhớ cố gắng vuốt vô trong cái móng nha, vuốt hai bên nhiều một chút, đừng có vuốt ở giữa nhớ, vuốt hai bên này. Mấy bạn có thấy tình yêu làm ombre nó có cái điểm gì không? Mọi người cho mình ý kiến đi. Bây giờ mình đắp xong rồi mọi người cho mình sẽ cho mấy bạn comment có thấy cái điểm nào mà nó khác người ta không? Có cái điểm nào mà tình yêu làm ombre nó khác người ta không? Mấy bạn có thể thử comment dùm cho mình đi, để coi thử mấy bạn có nhớ không. Bây giờ mấy bạn thử thử comment thử coi tình yêu đắp ombre nó có bị chỗ nào, nó bị cái chỗ nào, mọi người thấy không, mọi người có để ý không? Mọi người có để ý không? Mọi người có để ý chỗ nào không? Cho mọi người có để ý cái chỗ nào mà tình yêu khác ở chỗ người ta chỗ nào không? Không, tình yêu muốn muốn mọi người á, muốn mọi người comment để mọi người hiểu, để mọi người nhớ chứ gì chưa? Có nghĩa là khi mình đắp ombre hai bên cái góc này nè, thấy không, không có bột nè, zoom ra cho coi nè, nó không có bột, thấy hai bên đây nó không có bột không nè, thấy rõ không, thấy rõ là hai bên nó không có bột không nè, bên đây với bên đây nó không có bột không nè, bên chỗ này nè với bên đây nó không có bột nè. Đúng rồi, nó không có bột luôn. Chân ơi, làm chân như con bé đó đi, chân với sơn tay nó. Ok, giờ lấy cái màu ombre nè, lấy nhiều một chút nè, thấm nè, nè màu này là màu A11 nè, bỏ lên nè. Đó, lúc này là mình kéo nè, thấy chưa? Lúc này là mình kéo nè, đó mình kéo nè. Anh chị em thấy không? Là nó khô vờ cái hai cái bên này, nó không có thấy cái màu trắng không? Nó không có lòi cái màu trắng lên không? Tại vì nó đâu có bột rồi lòi, đúng không? Tại vì trước sau gì mình cũng bỏ cái bột phen lên là tại sao mình phải làm? Tại sao mình phải bỏ bột phen lên? Tại sao mình phải bỏ cái bột màu trắng lên đó làm gì? Nhớ không? Nhớ nhớ nha, cục bột thứ hai nè, thấm nè. Bỏ lên nè. Thấy chưa? Mọi người có thấy không? Nó dài cỡ nào, nó làm cỡ nào thì mình làm cũng đẹp hết á. Ok, nhớ không? Nhìn đi. Cho em nhìn nè, nhìn nè, nhìn cái ombre của mình hai bên góc nó không bao giờ nó có bột trắng lòi ra nè. Nè, không bao giờ có một miếng bột trắng nào lòi ra hết. Tại vì có bột thì nó đâu lòi, đúng không? Nhớ nha, nhớ nha. Đó. Giờ bỏ cục bột phiên bột lia lên nè, bột lia lấy dày dày chút nè, bỏ lên nè. Đưa xuống nè. Đó. Đưa xuống kéo nè, kéo là phải kéo hết cái tay luôn nè, cho bột nó đi hết cái móng nè. Đó là xong rồi mình chỉnh hai bên lại nè. Đó, mình ém hai bên lại cho nó đẹp nè, thấy không? Cái móng nó dài thòn lò mà mình nêu đắp đẹp, đẹp không? Cho nên anh chị em nhớ một điều là khi nào tình yêu không bao giờ tình yêu giấu cái bí quyết nào chứ. Mọi người thật sự ra mọi người làm ombre có nhiều người làm còn sai nhiều lắm. Cái gì cái móng dài thòn lòn đó mà có một cục miếng ombre có chỗ này, nó giống như mà cái kiểu mà nó mình không biết tả làm sao ta, không lẽ mình tả nó làm sao ta, mình tả nó chẳng lẽ giờ con thằng lằn đứt đuôi thì nó cũng kỳ nữa,
không? Hay là con chim cánh cụt, đúng không? Vì ôm rê mà cái móng nó dài từ trên đây xuống đây, mà cái ôm rê nó chỉ có khúc ở chỗ này, đâu có đẹp đâu. Cho nên mọi người thấy không, nè bây giờ mình lật lại cái móng tay nè, lật cái móng tay lại cho mọi người coi nè, lật lại mọi bạn xí cái móng tay nè, nhìn cái màu của nó nè, nó tới đây, nó phải ức lức, nó phải tới đây nó mới đẹp được, thấy chưa? Nhìn đi, nhìn nó mới đẹp được đó, thấy chưa? Nhìn kỹ đi, nó khô lại, nó khô lại nó sẽ đẹp đó. Rồi làm lại nè, làm lại tiếp tục nè. Là khi móng là bột mình lấp dày nè, mình lấy cái đầu móng nó phải dày nè, cái đầu bột nó phải dày, mình thấm xuống nè, mình bỏ lên nè, bỏ dọc theo này nè, cho nó đừng có chảy nè. Đó, là hai bên đây nó đâu có bột đâu, là mình đưa xuống nè, đó mình đưa xuống nè, đập đập chỗ này liền cho nó mỏng ra, đó, đập cho nó mỏng ra nè, đó, cho nó mỏng ra, nhớ là hai bên đó đừng có để cho nó có bột, nhớ một điều là vậy, hai bên đó đừng để cho nó có bột, đó, hai bên đó đừng để cho nó có bột. Nó bột khi nó ráo lại là mình kéo thôi, thấy không? Đó, nó mỏng nè, mỏng nè, mỏng nè, mỏng nè, mỏng thiệt mỏng nè, đó, mỏng nè, mỏng nè, đó, mỏng nè, thấy chưa? Ờ, móng này là cái móng thiếp, thiếp mình có bán nè, 10 đồng một bịch, 10 đồng một bịch, anh chị em nào muốn mua thì vô đây mua một bịch, chỉ có 10 đồng thôi, nó có 500 thiếp. Nó có từ số 0 tới số 9 đó, mình mua về mình làm đỡ tốn thời gian, tình yêu cũng phải làm cái móng này chứ móng kia mà đâu có thẳng đâu có đẹp được. Ừ, thấy không, khi mình vuốt bột nè anh chị em, thấy tình yêu vuốt bột không, nhẹ nhẹ nhẹ, cái tay của mình nó rất là nhẹ, thấy không, nhẹ giống như mình sờ đùi phụ nữ vậy đó. Trời ơi, làm nail mà gì mà bắt nó chạy qua bên đây xong bên đây chạy qua bên đây thì cũng như không. Mình làm gì chi mất thời gian gì đó, bây giờ mình chỉ kéo nhẹ nó xuống thôi, bột mà mình đưa nó xuống thôi, đâu có cần phải kéo qua dữ gì, kéo cái gì mà muốn gãy cái móng luôn, muốn rớt cái móng bằng bên luôn à. Đắp bột đâu cần phải đắp mạnh đâu, đắp nhẹ nhàng thôi, là kéo từ từ xuống thôi nè. Đó, hai bên đây là mình ém nó vô thôi, tại vì cái móng này nó dài nè, thấy nó dài không, nó dài lắm, cái móng này nó cũng như gần hết thiếp luôn rồi, cắt có chút xíu rồi thấy không. Đó, thấy chưa, nhìn cho là thấy, nhìn là phê, là đắp bột mà kiểu này là dũa gì đâu có nhiều đâu, đúng không? Thiếp này có bị hõm chính giữa không? Em nhìn cái thiếp này làm sao bị hõm em? Thiếp của anh mua anh rất là khó tánh, em biết tánh anh làm nail ít khi nào anh bị cái tình trạng đó lắm. Thiếp mà nó cong không bao giờ anh bán, thiếp mà nó cong sao làm. Hồi xưa thôi em ơi, khi mà nó mới ra nó bị ảnh hưởng thôi. Còn bây giờ thiếp nó có nhiều loại thiếp lắm, mình phải lựa cái loại thiếp nào ngon mình mua chứ trời ơi. Mình lựa cái thiếp nào ngon mình bán chứ bán ba cái thiếp tàu lao về chúng chửi sao, mua có 10 đồng bạc thì nó rẻ thiệt đó. Mà về chúng sanh chửi mình sao chịu nổi. Trời ơi, nó chửi mà cái mình nó lúc mình ăn cơm mình còn nghe nó chửi luôn á. Ăn không có được. Mà nó chửi nó nói mua có 10 bán cái thiếp gì hả 10 đồng bạc mà về làm không được. Bảo đảm luôn cả ngày ăn cơm không được luôn. Anh khó tánh nữa cho nên anh lựa mấy cái loại này nó rất là ok, nó rất là good. Cho nên mọi người yên tâm mà cứ lấy về xài ha, mua về xài. Nhìn cái ombre là mướt con mắt luôn á, thiệt á, mình nói thiệt. Đó, anh chị em nhớ không, từ từ, không cần gấp, ví dụ như thiếu thì mình cho nó thêm miếng không sao hết á. Không ai cấm mình, không ai cấm mình mà không cho mình thêm hết á. Đó, tổng thống còn chưa cấm mình được nữa, sao mà ai cấm mình được đó. Là nó đậm lên thôi, là nó đẹp thôi, thấy không? Em order ở đâu ạ? À? Anh chị em gọi số điện thoại gọi cho bà xã của mình đó nha, bà xã mình phải bỏ cái số phone lên đó, anh chị em bỏ lên đó, anh chị em có cái số điện thoại đó anh chị em. Anh chị em đọc cái số 8322167717 anh chị em order ha. Đó, bây giờ mình kéo nè, thấy không? Thấy đưa xuống không? Đưa xuống là kéo nè. Đưa mình phải vuốt nhiều để cho nó đều ra, cho nó đều móng ra. Còn cái ombre là mình không có nên vuốt nhiều. Nhìn cái móng không? Nhìn khi nó khô lại nó đẹp cực kỳ luôn, đẹp nhất nách luôn. Hai cái màu này mà làm ombre natural là bảo đảm luôn, từ ghiền tới ghiền luôn, thì có từ ghiền cho tới ghiền. Anh chị em nhớ order mấy cái này về ha, về làm. Móng này á, là mình nó hơi to một chút, rồi mình giũa hai bên hông là nhỏ vô lại, mình lấy cái xếp nó nhỏ vô lại thì nó sẽ đẹp.
Tại nó có sẵn rồi, mình chỉ dũa vô thôi. Nó có sẵn rồi, mình chỉ cần mình dũa vô thôi. Đừng có nó đâu phải giống như mình phải cắt đâu. Mình không cần phải cắt, mình chỉ dũa sơ lại thôi. Đó, mình phải dũa sơ lại thôi. Thật sự ra mấy cái này mấy cái ôm rê mà người ta làm, người ta không có chỉ mình. Cái thằng người ta tình yêu nghĩ người ta cũng không biết đâu, người ta cũng không biết, người ta làm thôi chứ người ta cũng không biết chỉ mình mà cách nào mà sao. Đừng có thấy hai bên cái góc đó đâu, hai cái góc đó là tình yêu tự yêu nghĩ nghĩ mình ngồi mình nghĩ ra. Ví dụ như mình đắp cái màu phin lên đây, tại sao nó lòi hai cái này ra, ngày xưa cũng bị vậy. Nhưng mình ngồi mình suy nghĩ, nói ủa tại sao mình phải làm vậy, mình làm vậy cho nó khổ chi. Tự nhiên không không thiếu bột, đẩy bột lên cho nó đấy, rồi hồi xong cái màu hồng là mình đắp lên, mình đắp lên nó bị cái lỗi. Tại sao mình phải làm vậy, tại sao mình không phải chừa nó ra chi, chừa nó ra đi, chừa nó ra đỡ tốn bột mà đỡ tốn công mà lại đẹp nữa, tại sao mình không làm đó. Mình ngồi mình chê, mình ngồi mình suy nghĩ, không? Suy nghĩ nước Mỹ á. Tại vì ngày nào mình cũng ăn bánh mì hết, ngày nào mình cũng ăn bánh mì, cho nên mình suy nghĩ về nước Mỹ đó. Mà suy nghĩ nước Mỹ là phải làm cái gì cho nó có lợi cho mình, thì mình ngồi mình suy nghĩ thôi đó. Mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy ô cái này có lợi nè đó, ăn bánh mì nhiều nó thông minh có lợi cho mình, không có làm cái đó nữa. Mình không có làm cho cái bột nó dâng lên trên đây cao quá, cho nó thiếu hai bên cái góc đó, thì bảo đảm khi ôm rê lên là cái màu hồng nó che cha nó cái màu trắng rồi, đâu có cần phải cần cái hai bên góc nó có bột đâu đó. Cho nên là cái bí quyết đó tự nhiên mình sáng tác ra được cái đó hay đó, hay đúng không, tự mình nghĩ ra được cái đó là hay. Mà nhiều khi trong cái hay nó cũng có cái hên nữa. Em chào anh tình yêu, lúc nào em cũng xem YouTube về nail anh dạy rất thật hữu ích cho em, cho anh chị. Cảm ơn em nha. Em rất nói chuyện thật hài hước. Dạ, cảm ơn anh chị em nha. Cảm ơn anh chị em đã có lòng tới nghĩ tới tình yêu. Nếu mà nghĩ tới tình yêu là phải cho tiền, thấy không? Người ta nói cái gì không có bằng gì mà bằng quý bằng tiền hết trơn á. Tình nghĩa là chính, mà tiền mới tới 10 lượng, mà vàng mới tới 24 luôn. Đó, cho nên là mình nói thì lúc nào cũng nói chứ. Đời trên đời này á, không có gì quý hơn tình nghĩa hết trơn á. Nhưng mà mình nghĩ đâu có thấy cái thằng nào tình nghĩa nó lo cơm đâu, toàn là bà xạo không à. Cho nên là thôi kệ, giờ anh chị em nào mà có thương tình yêu thì cho tiền đi, nó mới gọi là tình nghĩa. Không? Mua hàng ủng hộ đó, mua hàng ủng hộ mới ra tiền, nó mới gọi là tình nghĩa. Mà thường thường cái ông bà xưa ta nói, mấy cái người ở Việt Nam ta hay nói tình nghĩa tỉa nghìn. Cứ lúc nào tình nghĩa là nó tỉa cho mình nghìn luôn. Dã man quá. Móng dài gấp thiệt tình, không cần phải gấp, không cần, không ai đuổi đâu gấp. Bột Việt Nam sao? Bột anh không có dạy ở Cali Lê Trần ơi, anh chỉ dạy ở Houston thôi nha, anh chỉ dạy ở Houston thôi. Cali đi dễ khó về quá, đi qua bển sợ có con à. Anh sợ qua bển anh đi anh có con anh nuôi không nổi, cho nên không dám đi Cali. Nghe người ta nói Cali đi dễ khó về, cha đi có vợ gái về có con, anh sợ về bển anh có con anh nuôi không nổi, cho nên không dám đi Cali. Thông cảm nha, anh chị em nào muốn học thì qua Houston gặp mình nha. Bột Việt Nam buốt buốt mãi không đi nơi anh ơi, bỏ vô cái là khô khô thôi. Việt Nam hả? Vậy mà sao bên Việt Nam nó quảng cáo dữ vậy em? Hôm qua anh coi cái like đó, nó quảng cáo quá trời cáo, quảng cáo luôn, nói bột Việt Nam là số 1 thế giới, bột Việt Nam rồi, cho nên là đắp đắp là vô địch thiên hạ luôn, mà sao giờ mà mọi người nói là nó khô. Nếu mà nói ở Việt Nam mà làm nem mà vô địch thiên hạ là chắc ở Mỹ nó là super đẹp thiên hạ luôn quá. Anh chị em thấy tình yêu lấy cục bột không? Lúc nào nó cũng dày trên cái đầu ấy, mình bỏ này, bỏ nó dày một chỗ đó, nó dày nè, thấy không? Bỏ nhẹ thôi chứ đừng có đè xuống chi cho nó phồng ra. Thấy không, hai bên này lúc nào cũng thiếu hết chứ, thấy không?
hai bên cái góc tình yêu lúc nào tình yêu đắp bột ôm rơi đời, còn hai bên lúc đó nó nào cũng thiếu bột, nó không có bột luôn, như thiếu gì, nó không có bột ở chỗ đó luôn đó. Cho nó giống như là gọi là mình ăn gian luôn á đó. Đó, đẹp không? Đợi tôi đọc comment, tôi vuốt cục bột xong tôi đọc comment các bạn. Thật tìm cho anh tình yêu, nêu các bạn ơi. Xưng phụ là gì? Trời, với tiếng Việt mà tôi đọc tiếng Việt tôi muốn mỏi cái hàm răng luôn. Đọc tiếng Việt mà, tôi đọc tiếng Việt mà mắt tôi đọc tiếng Việt, mà miệng tôi nói giống nó muốn gãy cái hàm răng tôi ra luôn vậy. Hay là tiếng Việt có thấy mà người Việt Nam mà thông dịch tiếng Việt Nam cho người Việt Nam chưa? Bạn cho tôi cái kèo cáo xú đi, không chịu, không chịu kèo cáo xú nói không chịu. Bạn cho tôi một cái kèo cú xú, không chịu cáo xú, không chịu, khổ rửa đó. Em muốn học bột thì liên hệ với ai? Liên hệ với anh chứ không liên hệ với ai. Liên hệ cho số điện thoại 832-216, hoặc là em gọi Facebook của anh cũng được, nhưng mà đừng có gọi bây giờ nha. Gọi bây giờ rớt mạng á. Em ở Houston thì gọi số điện thoại 832-216-7717. Làm cái món già này anh chị em nhớ cố gắng làm từ từ để anh chị biết không? Đó anh chị em, tại sao mình kêu làm từ từ? Tại vì mình làm từ từ bột nó không chảy ra ngoài, mình dũa nó không có bị đứt tay. Tại cái món tay dài á, anh chị em để ý coi, dũa nó hay bị đứt tay lắm. Là tại vì sao? Nó dài, anh chị em lắp nó dày quá, các anh chị em dũa nó bị đứt tay đúng không? 10 người là hết 10 người bị tình trạng đó luôn. Cho nên mình đang cố gắng mình đắp từ từ thôi, mình đừng có gấp. Móng tay anh có bán không? Móng tay anh có bán không? Móng thiếp thì có bán, nhưng móng tay của anh sao anh bán được em? Móng thiếp anh có bán nha, 10 đồng bịch đó. Còn móng tay anh không có bán. Móng tay anh để còn để anh xài, chứ anh bán lấy gì anh xài. Móng tay mà bán là đi luôn á. Không, anh bán cái khác thôi đó. Ai mua thăng anh bán thăng cho đó. Thăng còn lơ lửng trên dòng cây nè. Thăng này thăng còn lơ lửng, chưa có ai lượm hết trơn. Có ai mua thì tôi bán cho. Nó giống như hàng mật tử, ai mua chăn tôi bán chăn cho đó. Chăn của hàng mật tử, nó muốn bán nó bán. Không, còn ai mua thăng tôi bán thăng cho. Thả tim cho anh nhiều vào đây vậy hữu ích cho. Trời ơi, thả tim chi, anh đâu cần thả tim, anh chủ yếu là cần tiền. Thả tim chi em, thả tiền đi cho. Rồi vô tiếp tục nè, bỏ nhẹ nè, đưa vô nè. Riêng cái comment hả? Trời ơi khổ quá, giờ nó chạy tuốt lút ở đâu rồi, còn riêng cái comment gì nữa. Đợi chút nha. Riêng cái comment nào? Nhớ vuốt hai bên vô nè, vuốt hai bên vô, đừng có để cho nó bị dày. Vuốt vô. Rồi khỏi rin em ơi, rin bây giờ nó chạy đi đâu rồi, anh không biết nó chạy đi đâu rồi. Khỏi rin đi. Anh chị em nào có coi thì thấy số điện thoại đó, số điện thoại của tình yêu đó, 832-216-7717 đó anh chị em. Muốn cái gì thì gọi cái số đó, muốn đi học cũng gọi số đó, muốn mua đồ cũng gọi số đó luôn. Mua thẳng của anh chị
mua thang của anh chị Uyên, chị Chảm cho Bi. Trời ơi, em có nghe không? Em có nghe câu nói của Đà Vĩnh Hưng ở gì quên lộn, con nghe Nguyễn Hưng nó hát không? Đời tôi là của tôi không? Hả? Con nghe câu đó chưa? Đời tôi là của tôi, không ai, không có ai mà Chảm hết trơn hả? Trời ơi. Cha mẹ đẻ ra mà còn chưa 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 lo được cái vợ làm gì mà phải phải Chảm. Đó, nhớ vuốt nè. Vuốt cho nó đều ra. Thấy không? Tay mình phải thẳng nè. Vuốt cho nó đều cái tay ra, cho cái bột nó không có bị chồng lên. Vuốt cho nó móng dài, thấy gì nó khó lắm chứ không có dễ đâu nha. Nhưng mà đối với mình móng gì với móng dài là chuyện quá bình thường, không có gì lạ cả. Móng dài không có gì lạ hết á, quan trọng nhất là đắp sao cho nó đẹp thôi. Anh mọi người thấy tình yêu thấy mọi người đắp trong đây rất là dày nè, trong đây rất là dày. Dày cui luôn. Trăng ơi, bỏ tay lên lấy tiền giùm chú ra. Của con nhiêu? Của chú 45 là 70. 70. Đó, bây giờ xong rồi nè. Đắp cũng vừa vừa thôi chứ dày quá nó. No, đó, bây giờ anh chị em coi tình yêu đưa cái ngón tay vô nè, đưa vô nè, nhìn không? Nhức cái nách luôn á, thiệt luôn, đẹp bà cố luôn. Mọi người thấy cái đắp bột của tình yêu không? Y như mình đắp nó chưa dũa luôn á, chưa dũa mà nó đã như vậy rồi, tí xíu mình dũa sơ là nó đẹp liền. Thấy không? Hello Lê Tùy, ráng học đi mọi người, anh chị em vô đây coi ráng học. Cỡ mấy giờ anh rảnh đặng em gọi mai mốt học khóa của anh. Em sau cái like này, đợi cái sau cái like em gọi cho anh ha. Sau cái like này em có thể em gọi trên Messenger cho anh cũng được. Còn không em gọi số điện thoại 832-216-7717 bây giờ cũng được em. Vừa làm vừa hát giống cô mới vui. Giống ai? Hai Rick Kỳ Nguyễn. Vừa làm vừa hát nó tưởng mình khùng. Nó tưởng mình khùng. Mà thường thường mấy người làm neo như mình là khùng nhiều lắm, cho nên thôi giảm bớt đi cưng, đừng có vừa làm vừa hát mà kêu nó mất công, nó tưởng mình khùng, khách nó không hiểu mình hát cái gì vậy. Chết luôn. Thấy mọi người thấy tình yêu giữa móng dài không nè, kẹp cái tay vô nè, kẹp cái tay vô đây, kẹp vô cái móng nè, kẹp vô hai cái móng, thấy không? Bên đây thì mình kẹp nè, đó bên đây mình kẹp nè, đó kẹp vô. Thấy chưa? Còn bên đây là mình lấy ngón cái mình kẹp vô đây. Đó. Thấy chưa? Rồi sau mình giũa này. Mình phải cầm hai cái móng nè. Hai cái móng mình cầm vô đây cho nó chắc. Đó. Cầm giũa cái đầu đó đừng có rung. Nè anh chị em mà thả ra em để nó rung nè. Đó nó rung nè. Nó rung nè. Nè nó rung 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 qua rung lại nguy hiểm lắm. Thịnh Trần. Phay của em sao rồi? Dạ phay mới của em sư mẫu, phay kia bị hát rồi. Ai biểu làm giỏi quá chi nó hát là đúng rồi. Làm dở dở như sư phụ thì nó đâu có hát. Một hũ bột 17 đồng em ơi, một hũ bột anh bán 17 đồng. Hai ao nha.
anh đắp màu ombre của hãng nào? Trời ơi, Đình Phùng, nó coi tôi biết bao nhiêu năm rồi mà giờ nó hỏi tôi hãng nào không nội. Trời ơi, nó coi tôi, nó ăn hết bao nhiêu cái video của tôi rồi mà giờ nó hỏi anh đắp của hãng nào. Má ơi, vậy mà nó nói anh tình yêu ơi, em ái mộ anh lắm. Trời ơi, anh rất là dễ thương, anh rất là đẹp trai, anh rất là hot boy. Xong rồi hỏi anh tên gì em không biết. Now, she's not gonna help you. I have. You just come here, right? Oh no. Okay, but where you at now? Where are you now? How long? Yeah, I'm almost done about like 10, 15 minutes, okay? Bye. Anh tình yêu ơi, em ái mộ anh lắm. Anh dễ thương lắm, anh đẹp trai lắm. Trời ơi, anh là một người có tình, có nghĩa ghê lắm. Em thích anh lắm. Giờ này nó hỏi tôi anh làm bột hãng nào. Trời, tôi nghe tôi đau lòng, lấy sợ. Giống như nói cho vui hay sao ấy chứ. Dạ, bột này là bột của em pha, em tự làm. Trời ơi, tôi nói 80 năm rồi nè. Thấy cái chữ powder made by tình yêu không? Thấy không? Thấy chưa? Trời ơi, tiếc cái gì thì bỏ tiền ra đi học mà tiếc là đúng rồi. Ai biểu chữ câu tiếc đó, tiếc tiền cho nên không đi học gặp tôi thôi. Ai biểu tiếc cái gì mà tiếc, trời ơi tiếc quá nữa chứ, còn tiếc tiền á, tiếc tiền quá không gặp tôi đúng không, thiệt là bóng trong mặt. Tiền sao không thành vấn đề được. Đừng nói câu đó với tôi nha. Nghe em đi nha. Tiền mà không thành vấn đề, không có tiền thì coi chết ngắt luôn, chứ không tiền không thành vấn đề. Ba xạo đi nha, đừng có ba xạo nha. Người mà không có tiền nó giống như diều không có gió vậy. Người mà không có tiền hả? Đứng ngó ở đầu đình có nghe không? Con người mà không có tiền là đứng ngó ở đầu đình luôn. Đời trên đời này cái gì nó cũng bằng tiền đó, không? nhưng mà nói vấn đề đó, trên đời này phải bằng tiền đó. Nếu mà có tình cũng phải có tiền nữa, không có tiền sao giữ được người yêu, đúng không? Con mẹ Huệ ní, con mẹ bệnh beo ní, bệnh beo chứ nội chứ là chứ ní. Hôm nay sẽ làm mỏng dai, ngày mố làm mỏng dai cứng, ngày mố anh cũng làm mỏng dai. Mỏng dai là nghe của anh, thấy không? Có một bệnh beo này, tôi bỏ cho tôi luộc, tôi ăn luôn bây giờ. Ngày hôm nay làm mình làm mỏng dai rửa, ghê chứ, là tiền Huệ và túi nữa. Thôi, gặp nhau có duyên. Gặp nhau mới có duyên hả? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải không? Vô duyên đối diện bắt tương phùng đó hả? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bắt tương phùng đó hả? anh đó hả, Đình Phùng, anh là tham gia cái phái gọi là cái phái sợ vợ. Bà mẹ nó vỗ neo chích mẹ, còn suốt ngày có tham gia chính trị thì ngày nào cũng chính trị nè, ngày nào cũng vỗ neo là chính trị rồi. Không có tiền là chính không, bảo đảm em chính luôn. Anh là phái gọi là phái sợ vợ, ok? Giống như ông Nguyễn Ngọc Ngạn, bây giờ ông bị sa thải rồi, giờ tới phiên anh.
ổng bị sa thải cái phái đó rồi, cho nên giờ anh thâu lại cái phái của ổng. Anh nói cho anh nghe, cái phái của anh là phái sợi vợ, còn phái chính trị là anh xin lỗi nha, phái đó nhiều ai cũng biết hết trơn, nhưng mà sợ không ai dám làm đó. Nghề án cũng là chuyện huệ đó mí, nghề án cũng nói chuyện cũng vòng vòng lý thôi chứ còn khạc chí mố, đúng không? You tired? You sleeping? I take time to do your nail. I just want to talk to somebody in there right here. Tiền không thành vấn đề là không có tiền. Sao mắc cười Thiên Nguyễn? Anh nói sao mắc cười? Hôm nào mà cười cười đi nha, mà cười sao mà ngó xuống ướt mẹ nó cái quần, bà má ơi là gọi là tè cho, là cười té trong quần luôn á. Có cái thấy cảnh đó chưa? Đừng cười nhiều quá, cười nhiều quá nguy hiểm. Cười ít ít thôi, tối còn ăn cơm được chứ cười nhiều quá, tối ăn cơm nổi gió vô no mẹ nó cười gì nói. em gì quên rồi, em Đình Hùng hả? Em đi xa quá rồi, em đi gần gần anh chút đi. Ok, em đi xa xa, em đi gần gần lại đây một chút, em đừng có đi giống như cỡ Sơn Tùng không được đâu, đi giống Sơn Tùng không được đâu nha. Em biết Sơn Tùng không? Sơn Tùng MBM gì ở Việt Nam đó. Em đừng đi cỡ thằng đó đi xa quá, nó hát bài em đi xa quá đó. Trời ơi trời, giờ này còn trong cộng nó mệt quá. Anh một ngày anh giũa anh ăn, anh còn không có tiền ăn, lấy gì anh chống cộng. Can I help you? No. You just call? Mm-hmm. Can you wait me 3 minutes? Yeah. I'm on water. 15, mm-hmm. 15 minutes. Trời ơi, cái việc Nguyễn Đình này hỏi một câu nghe thì có nhiều khi hỏi một câu mà tôi không biết trả lời làm sao luôn. Anh có mấy vợ? Mẹ tôi có một vợ thôi, còn mấy con bồ thì tôi không biết. Chứ còn làm gì có cái vụ nào mà mấy vợ ở xã hội này, làm gì có ai cho nhiều vợ đâu. Một vợ một chồng cũng có nghe chưa? Ở trên luật pháp ở Mỹ này là chỉ có một vợ một chồng thôi, còn bồ bịch thì có quyền, bao nhiêu cô bồ thì còn nghe được. Chứ còn mà nói bao nhiêu vợ, mẹ một con vợ lớn nó chém cho má nhận ông ra luôn. Đó, một con vợ mà nhiều con bồ thì còn nghe được. Trời ơi, anh có mấy vợ rồi, ai mà dám trả lời. Cái đầu giũa chứ không phải máy mài, cái đầu giũa này không có chảy máu em ơi. Wake up, you sleeping. I hit you. Đúng rồi, kêu Việt đi ngủ đi em. Đi ngủ đi Việt. Việt ơi đi ngủ đi cưng. Đóng sách. Oh my goodness. Vô đi tắm cho vui đi. À, giang hồ bây giờ ớt lắm. Giang hồ bây giờ mà vô làm sẹt xong giang hồ thấy ok rồi là giang hồ chạy ra liền. Giang hồ không có ngồi tám với mình. Giang hồ sợ nó tám với thằng này sợ bị khùng. Trời ơi cái con ngủ hả? Ngủ? You sleeping? À, tới làm nail mà ngủ phê quá.
tình yêu bóp cho nó phê quá, nó chịu không nổi ngủ luôn. Có vợ mà nói hay dũa dẻo quá, đúng rồi. Thật sự ra mình có vợ á, thật sự ra mình phải có vợ, mình phải có người yêu nữa. Cái này là mình sẽ chỉ cho mấy anh nè, mà có người yêu là mấy anh đừng có nói với ai nghe hết á, đừng bất cứ một thằng bạn thân nào cũng không nói chứ, ok? Bất cứ một cái thằng bạn thân nào cũng không nên nói, nó sờ móng tay nữa nó con. Hả? Đây nè. Bên này. À, tôi nói cho nghe nè, có vợ rồi á, cũng nên có người yêu, nhưng mà có người yêu đừng nói cho thằng nào nghe hết. Thằng bạn thân nào cũng không nên nói chứ. Không? Giấu. Lỡ một mai con vợ nó bỏ mình nó đi, thấy không? Mình cũng có con xe cua, đúng không? Rồi mình cũng có con xe cua. Chứ vợ người ta có nghe người ta nói không? Có nghe. Có nghe người ta nói không? Người ta nói làm sao? Nghe người ta nói không? À, muốn quên cuộc tình cũ, muốn quên cuộc tình cũ thì phải có cuộc tình mới mới quên cuộc tình cũ. À, có nghe không? Có nghe không? Có nghe có nói chưa? Trời ơi, Thanh Hoàng làm gì không mạnh miệng, trời ơi, mình nói đúng sự thật chứ, chứ có gì đâu mà mạnh miệng chứ không mạnh miệng. À. Đúng rồi, cầm cái khác, cầm cái tay nó đâu có nhẹ nhàng, cầm cái tay nó mạnh lắm anh Đi ơi. Nói cho chị Thanh. Not too loud, let me talk to. Yeah. À, nói cho chị Thanh Thanh Hoàng nghe nè, ok? Không phải là mạnh miệng, mà đó là mình chia sẻ cuộc sống ở đời thôi, chứ không phải mạnh miệng đâu. À. Ở trên đời thì có đèn nhà ai nấy sáng à, chán nhà ai nấy sỉ à. Chỉ có anh Phú ha? Chỉ có anh Phú mới sợ chị Thanh Hoàng thôi. Anh Phú gặp em anh nói trời ơi, anh sợ vợ anh lắm. Giờ anh thấy nó nhỏ nhỏ gì cho nó giữ bà cố luôn á. À, anh mà làm gì sai tối nó không cho anh ngủ chung, nó cho anh ngủ ngoài sofa không. Cho nên anh sợ. Trời ơi. Không có đâu cho anh Bùi ơi. Chuyện đó thì không có chuyện năn nỉ đâu. Mình nói thiệt luôn, chơi là chơi chứ không có năn nỉ, thấy không? Mình không có năn nỉ, thấy không? Mình chỉ quỳ thôi chứ không có năn nỉ. Mình tối nào mình về mình cũng quỳ hết trơn. Mình làm live xong tối nào về mình cũng bị quỳ á. Mấy các bạn có biết không? Mấy bạn biết là tôi đêm nào tôi cũng quỳ không? Mỗi lần mà tôi làm live là tối về tôi bị quỳ. Đúng rồi. Quỳ xin lỗi, đúng rồi. Mấy bạn có thấy cái cảnh mà quỳ mà xin lỗi em ra đi không? À, quỳ mới thấy con vợ nó chui xuống giường, chứ không quỳ làm sao mà nó chui xuống giường, sao mình thấy phải quỳ, nó chui xuống giường là mình phải quỳ xuống năn nỉ nó ra. Ai? Cho anh ơi, đi chi bài đi cưng, đi làm đi cưng. Bên đó giờ 5 giờ rồi, đi làm đi cưng. Giờ đây phá quá chịu không nổi. Không ai đánh mặt hai, ok?
đừng khai. I promise she better get an Alzheimer's. Oh, she here? Mm-hmm. Yeah, I remember promise. She better. She probably don't remember me. Girl, I don't know. And I know his first being on the street, she's so stuck up in school. Yeah, đầu mài đó là 20 đồng một cái em ơi, đầu là cũng 20, có cái đầu phá 25 đồng. I know how it is. My baby, his other beyond, it's always, you know, like you can't get married, you know, like grow up, like you talk to a woman that sounds like petty and funny. It's not like she's not really like just petty with me. It's just like she just tries to give him a hard time for whatever reason. Like, I guess from whatever they went through. Yeah. I guess from when they was talking, like, she's like still holding on to it. Yeah. So it's just like, girl, let it go. Em nghe kênh YouTube của anh nói chuyện bút sâu đậm mà em nghe cười. So I'm just like, chết luôn, hài thật là hài. She has too much kids too. Yeah. I think I sat down in the street from y'all. So he saw me coming over there playing with, you know, somebody named Chief. Ngày xưa, đúng là anh phải đi hài. Yeah, we be over there. So he stay right by us. Thấy là tình yêu giữa không mọi người? Tình yêu giữa nhẹ nhàng, không nên giữa nhiều. Giữa rất là nhẹ nhàng. Úc, giữa nhẹ nhàng thôi. Đừng có đè. Thấy chưa? Giữa đừng có đè. Cái này là mình giữa láng, không phải là mình giữa mình lấy bột đâu mà đè làm chi. Ok. Crazy. All the mother nail shop, girl, an hour and 45 minutes. I said, man, I want to do something my 2 days off. Yeah. I only come to this nail shop. Yeah, and this is the best one out of all of them. But, you know, I try to get somewhere close. But my mom stay out there where I stay here in town. And, but it'd be so packed here, too. Xin lỗi mấy anh chị nha. Mình có thể nào mình đi vô vấn đề hoặc là mình trò chuyện những cái chuyện mà nó có lợi cho xã hội hay là có lợi cho bản thân mình đi hay là mình vui cười đi. Tự nhiên là anh ơi đóng thuế hay là chính trị gì làm ơn nha. Mấy cái đó mấy bạn đi ra ngoài đi, đừng có vô đây mình mấy cái chuyện thuế má gì cái chuyện đó. Trời ơi, cái đó đâu liên can gì tới cái chuyện neo đâu. Khổ quá. Trời ơi, người thì nói anh ơi anh có chính trị Việt Nam không, chống cộng không, bà mẹ tôi làm neo mà chống cộng làm gì. Chừng nào mà nó ấy tôi đi rồi tôi mới chống chứ. Tự nhiên bây giờ tôi nó làm gì tôi đâu mà tôi còn nhỏ xíu tuổi à, biết gì là gì Việt Nam đâu. Cái thằng tôi đẻ ở Mỹ nữa tôi không biết tiếng Việt cho nên tôi không biết chống cộng đâu. Khổ ghê, chống hay không mình để trong lòng, ok, mình hiểu. Đừng có nên nói ra làm gì, mấy người nói ra không chẳng chống gì được. Tôi là quan trọng của nè, quan niệm của tôi là sao? Mình không phải nói hay nha, quan niệm của mình là mình sống nè. Mình giúp được gì cho người ta là mình giúp. Đó, chẳng hạn như là mình không có chống. Đó, nhưng mà mình làm gì? Ok, mình sẽ ok gửi tiền mua gạo cho người ta, mua gạo, mua thức ăn cho người Việt Nam của mình. Tình yêu chỉ làm vậy thôi, còn chống hay không tình yêu không có chống. Đó, tình yêu là chủ yếu là sao? Làm những cái gì cần nên làm là tình yêu làm thôi. Tại vì cái đó mình làm không nổi. Thật sự ra mình làm không có nổi. Mình đừng có nên làm. Cái gì mình nói ra được là mình phải làm được thì đó mới hay. Chứ còn mình làm nói hoài nó cũng vậy, nó cũng nhàm với mẹ luôn. Bao nhiêu mấy chục năm mà nó cũng nhàm, như nhàm còn hơn cái nhàm còn hơn cám nữa. I don't even know my own size. I'm like, yeah, I get a 9. I'm like in like a 13. Khuất rồi hả? Giờ mình mua lại đi cho nó. Cứ còn mua lại đi cho nó rõ nè, đó. I really gained a lot of weight in my son. Thật sự mấy bạn biết không? Mình nên làm những cái gì nó hữu ích cho người dân của mình đi. Ví dụ như giờ có nhiều người ta đói khổ quá, đó không có cơm ăn á. Mình gửi về 100-200, ví dụ như 50-30. Đó, hùng với nhau gửi mua gạo, mua đồ giúp cho người ta thì có nghĩa hơn. Mẹ hay
couldn't read my lesson. She already won. Like, I got just had your ass. It grew up fast. I said, like, it's crazy because he will already be turning a month old. Like, I was like, time flies. So fast. You buried him in your hometown? Bỏ tay mấy mấy thánh ha. Đúng rồi, nó thật sự ra mình làm ơn. Ví dụ như mấy cái nào mà ví dụ như liên can gì tới thuế hay là về cái gì mà nó liên can về nó cái vấn đề mà nó nhạy cảm, mấy bạn đừng có hỏi. Ok, nó nhạy cảm lắm mấy bạn. Cái đó mình cũng nên không nên làm như vậy nữa. Thật sự ra tôi ghét những người nào mà sao biết không? Tôi nói thiệt luôn á, tôi là dân làm nail nè. Mà tôi ghét mấy cái thằng nào mà cho tip 50-100 bỏ lên, tôi ghét lắm nha, tôi nói thiệt luôn. Cái đó tôi gọi là gì biết không? Cái đó tôi gọi là gì không? Khoe nhưng mà khoe không đúng. Mình khoe nhưng mà khoe không đúng. Cái vui đó là cái vui trong thầm kín. Ok, cái vui mình gọi là vui trong thầm kín. Mình đừng có khoe khoang làm gì. Khoe ra làm gì cho người ta biết thêm chứ làm gì. Thấy không? Cái đó giặt áo cho người xem lưng à, lúc đó lúc mà tối cuối năm rồi mới biết khổ là gì đó, cho nên mấy cái đó mấy bạn đừng nên làm nữa. Cái gì mà bỏ cái tích kịch chặt tiền cái gì đâu mà làm 100 cho 200. Mày cái đó tối nay tôi làm 100, tôi ghi 1000 luôn, thiếp luôn cũng được nữa, đâu có cái gì đâu khó đâu. Mấy bạn ơi đừng có làm như vậy, người ta cái đó không có hay đâu đó. Anh có cọ, anh không có cọ 18 em ơi, anh chỉ có cọ 14, 16 nhưng mà anh thôi không có hàng em ơi, anh hết hàng rồi, anh hết cọ rồi em ơi. Anh còn cái kiếm em lấy không? À, Trương Nhật ơi, anh hết cọ rồi, anh còn cái kiếm em lấy không? Anh tặng luôn. Kiếm anh là kiếm xài rất là good. Kiếm của anh vừa to vừa xài vừa dài nữa, xài không anh cho? Không, thật sự ra anh chị em nên nhớ nè, mình làm nail mình đã không làm đúng luật rồi thì mình đừng có đem ra mình khoe nữa, hiểu không? Người ta nói ngu khôn mà giả vờ ngu mới là hay, chứ đừng có ngu mà giả vờ nguy hiểm là không tốt. Cái đó là mình nói thiệt, cái đó là mình dạy đó, cái đó là mình quá dạy luôn đó. À, mình biết nói là mình không biết thì nó hay, đúng không? Còn mà biết chưa biết mà đã nói biết là cái đó là sai rồi, cho nên mấy cái đó đừng có nên làm. Cho nên mình đừng có làm mấy cái đó, bỏ đi. Trời ơi, cái gì mà lên khoe gì tiền tiếp 200 đô. Tiền tiếp 200 đô khoe đi cưng. Đâu. Tiếp mà 200 đô chắc con nhỏ đó đủ mới nó uống thuốc khùng, nó mới tới nó cho 200 đô tiền tiếp. Cho 200 đô tiền cò. Mấy con đó cho nó khùng. Cậu đó nó uống thuốc khùng, nó làm tuần được bao nhiêu tiền. Nó làm được một tuần nhiêu tiền mà nó cho 200 đô. 20, 40, 50 thì mình còn thông cảm, tiền thiếp mà cho 200 đô. Mấy chắc con đó nó uống thuốc nặng luôn, nó uống thuốc khùng nặng luôn. Nó khùng, nó điên quá. Hay là ngày đó nó hút cục quá, nó phê, nó vô, nó phê quá, nó lóc 200 đô nó cho. Anh chạy máy số bao nhiêu hả? Anh chạy số 4 em ơi. Đào, anh chạy số 4 Đào. Anh chưa biết nữa em ơi, anh chưa biết cọ khi nào về nữa em ơi, cọ chưa biết nữa em ơi, cái đó chắc còn lâu lắm, anh đang không có làm cọ.
It's ridiculous. Hello, Bình Nguyễn, khỏe không? không coi thôi, coi là thấy đẹp hả? Đẹp cái gì cưng? Đẹp cái gì Bình? Hả? Đẹp cái gì? Đẹp cái gì nói nghe coi. Tình yêu cái gì cũng đẹp hết trơn. Tình yêu đẹp từ dưới đẹp lên luôn. Từ trong ra ngoài đều đẹp hết. Mấy người đừng nói tôi tự tin nha. Làm người là sống phải tự tin, nó không tự tin là tự giận. Đó, nói cho mấy bạn biết vậy đó. Hello. Can I help you? Okay. Few minutes. Fico lo muto. Siéntate. Giờ vỗ lại nè, vỗ lại cái sếp nè. Đúng rồi, tình yêu mà không đẹp, có chứ. Có cái tình không có đẹp nha. Có cái tình không có đẹp. Tình yêu là phải đẹp rồi, nhưng có cái tình không đẹp nha. Nhớ lấy cái xếp lại để cho nó thẳng. Ta đang hỏi mình thì hỏi ngược lại, hỏi tình gì, có cái tình gì không đẹp, nói nghe coi. Khánh Trung biết tình gì không đẹp không? Tình gì mà nói ra bị người ta chửi không? Khánh Trung biết không? Khánh Trung mà mở miệng ra cái chữ đó là bảo đảm người ta chửi Khánh Trung liền. Cái gì mà nói ra cái chữ đó là người ta chửi. Mà nói ra ai cũng bị chửi, mà ai cũng phải làm hết. Biết tên gì không? Biết tình gì mà nói ra ai cũng bị chửi, mà cái đó lúc nào cũng vậy. Cái con người của mình sống ngộ lắm, lúc nào nó cũng đi đối nghịch với nhau chứ. Nó cũng bị đối nghịch. Cho nó ngồi đó đi chăng, đừng cho lên đây nữa. Cho nó ngồi đó cho nó khô đi. Lên đây sơn cho cái bà, treo cho bà này giùm chú ấy. Biết tình gì không? Em chịu ha, có cần anh muốn anh trả lời không? Em biết tình gì không Khánh Trung? Em nói cái chữ đó ra là cái chữ. Biết gì tình gì không? Trời ơi, nói rồi chứ. Tình dục à, tình dục cái nói con nhỏ kia nói đồ quỷ sứ, ăn nói mất dạy. Ăn nói gì mà nói được.
nhưng mà ai cũng phải làm hết. Ai cũng phải làm hết. Cuộc đời mà ai mà không làm cái đó là bảo đảm luôn. Đời người không còn gì để gọi là lưu luyến ở đời. Nhưng mà cái đó nó là nó bị đối nghịch, thấy không? Con người là ai cũng thích làm cái đó mà lại nói ra là bị chửi à, kỳ cục. Đúng ra thường người ta thích á là người ta phải nói nhiều, đúng không? Còn này thích mà nói ra là bị chửi. Không hiểu. Mình không hiểu. thường mà nói ra là đó, anh nói đó, tình dục mà nói ra cũng bị ai cũng ghét, ai cũng chửi, nói ra là bị chửi, nhất những người lớn tuổi đó, nói ra người ta nói mình nói bậy. À, thằng này ăn nói mắc dậy nè, ăn nói gì không có lễ phép. Nhưng mà thật sự ra mình nói thiệt luôn câu là cái đó ai mà không trải qua cái đó đâu, bất cứ ai cũng phải trải qua hết đó. Đúng không? Em hỏi khách hả? Trời ơi, em tưởng em hỏi ai, em hỏi khách, khách nó là chúa luôn. Nhiều khi em hỏi đúng ngay con nhỏ đó nó là chúa luôn, cho nên nó cười hoài là đúng rồi. em gặp ngay con nhỏ mà nó đàng hoàng nó chửi em. Suốt ngày cứ gắn hột, để tôi lấy hai cái hột lên tôi gắn mới được. Gắn hột không? Hả? Gắn hột không? Không gắn, nó hiểu nó không gắn. Gắn hai hộp nó không gắn, gắn 5-10 hộp nó gắn, gắn hai hộp nó không gắn. Bộ này mà ôm ghê, đúng đẹp luôn thiệt á. Móng đẹp, móng dài, khoái. Chào Tuấn Trần, khỏe không em? Okay, go wash your hand, baby. Bỏ treo lên đẹp bà cố luôn. Bỏ treo lên nha. Sao dũa đẹp như vậy được ạ? Kỳ thì ơi, nếu em muốn đẹp giống anh thì qua gặp anh đi là nó đẹp liền. Giờ bây giờ làm live nail hết hào hứng rồi. Làm nail, làm live bây giờ hết hào hứng rồi. Người ta vô coi xong người ta ăn, người ta học được, người ta chạy hết, người ta đâu có ở lại coi với mình đâu. Buồn lắm, nhiều khi số phận của những người làm live buồn lắm. Live mà live chim á nha chứ. Là mình live chim á, mà mình không live chim thì còn khổ nữa. Bỏ treo cho nó đẹp nè, bỏ treo chụp hình nhức nách luôn.
Mình làm ombre á mà sao mà nó 10 ngón nó không biết cái ngón nào là cái màu nào ra màu nào luôn. Nó đều nhau. Hey, I had to come to another nail shop for my hour. So I'm over here by Little Caesars. Cái này mà tới chụp hình là hết sảy luôn. Bảo đảm đẹp. But actually, I went to two of them, but I waited the first one for like 15 minutes. I said, man, I should go. And I went to the one behind Tacabana for my 45 minutes. I said, man, no. So I came to one by Little Caesars. Okay, doing? Mom, smooth your stuff. Yeah. Okay. Alright, I'm just letting you know I'm trying to get them going. Dạ cảm ơn chị Hằng Lê. Không, ở đây có nhiều cao thủ lắm chị. Có nhiều người làm đẹp lắm chị ơi. Em ở Canada hả? Hi Cathy. Anh cũng có nhiều học sinh ở Canada lắm em ơi. Nhưng mà mùa này không biết đi được chưa. Hay là nghe nói là đóng cửa lần đợt 3 nè. Bên anh không có đóng cửa. Nghe nói ở bên Canada đóng cửa đợt 3 đó. Có mấy đứa em ở bên đó nó nói đóng cửa đợt 3. Nói đóng cửa đợt 3 là đói luôn. We got the Easter bunny in the mall. Y'all took pictures. I took my little girl. Which one? The Barton Creek or this one? Yeah, it was Barton Creek Mall. Matter of fact, yeah, it was so crowded. They probably gonna take them to do something. I'm not sure. We're playing more. Trời ơi nó đẹp. Bói bói bói. Đẹp chịu không nổi. Ui dạ dạ. Chị đi. Đẹp mà nhức cái nách bạc. Tối nay về karaoke đi. Lâu quá không được ca. Tối nay mình karaoke. Lắng cố gắng vô coi nhiều một chút để học nhiều, càng học nhiều thì càng tốt cho mình. Ví dụ như anh chị em nào rảnh rỗi á, vô coi, kệ tôi nói chơi vô vui thôi. Vô coi học được cái cách rồi bỏ chạy đi cũng được, không sao. Nói chung là vô coi đi. Mình khuyến khích mọi người vô coi. Vô coi để mình học được cái cách làm nó đẹp hơn, nó perfect hơn. Đây tình yêu để đây cho mọi người coi nè, nhìn cái móng nó thẳng à. Cái tay của mình á, mình thả lỏng ra. Đó, thả lỏng nó ra. Bên đây, mình bỏ lên đây. Nhìn cái bàn tay nè, nó nhìn cái bàn tay, cái móng tay mình làm chưa kia nè. Xí, nhìn cái bàn tay mình làm là ghiền luôn á, nó ombre đẹp lắm. Nè xí, mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình bỏ xuống nè. Anh chị em thấy không? Nó đều, móng nó dài từ trong ra ngoài nè.
đẹp lắm, cho nên là anh chị em nhớ cố gắng là nhìn kỹ, nhìn cái ông rê để xác xuống cho mọi người coi nè, nhìn nó rất là đẹp. Cho vài trái tim đi, trời ơi, 65 người mà không được trái tim là bay phơi phới. Yeah, nhức cái nách luôn, nhức cái nách mà nó kêu luôn. Ok, rồi tình yêu xin tạm biệt chương trình ở đây, hẹn chương trình kế tiếp. Hôm nào rảnh là tình yêu like cho mọi người coi nha. Rồi, xin tạm biệt. Tối nay mình karaoke. Bye mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye.